Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với DVC Store. Lại là mình đây, mình là Wikai. Và như các bạn đã biết thì kiến thức về máy tính, laptop rồi thì PC nó rất là nhiều đúng không? Khi mà chúng ta muốn mua một chiếc PC hay là một chiếc laptop thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu là nguồn này, nguồn nó là gì này, rồi thì RAM nó ra sao này, cấu hình card đồ họa là gì, màn hình sở hữu những cái gì, vân vân và rất nhiều thứ khác đúng không? Và trong một số đó thì cái thứ mình nghĩ là không thể thiếu, nó chính là phần mainboard. Một cái thứ rất quan trọng và được coi là linh hồn của chiếc laptop cũng như là chiếc PC. Vậy thì ngày hôm nay mình cũng như các bạn hãy cùng đi tìm hiểu xem mainboard là gì, cũng như là cái chức năng của nó sẽ đem lại là gì nhá. Vậy thì đầu tiên hãy cùng mình đi tìm hiểu xem mainboard là gì. Hay là mainboard là một cái bo mạch chủ, một bảng mạch đóng vai trò trên nền tảng máy tính. Laptop có tác dụng là kết nối các linh kiện bên trong thành một thể thống nhất. Mainboard PC sẽ nằm ở phần thùng máy hoặc tích hợp ở đằng sau màn hình đối với máy tính AIO. Và thứ hai, vai trò của mainboard trong máy tính là gì? Trong cấu tạo của các bộ phận máy tính thì main có vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định khả năng vận hành, liên kết và hoạt động của máy tính. Cụ thể là mạch liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi của máy tính thành một thể thống nhất, có khả năng điều khiển tốc độ và đường truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử, phân phối luồng điện am cho các linh kiện được gắn trên main, và là linh kiện quan trọng quyết định cấu trúc, cấu hình và độ bền của máy tính. Như các bạn đã thấy rồi đấy, nó không chỉ là một cái linh hồn mà nó còn là một cái trái tim của bộ PC cũng như là laptop của chúng ta. Nó có thể điều phối tất cả mọi thứ. Cái điều này máy tính chúng ta có thể hoạt động trơn tru mượt mà hay không thì mainboard cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Và hãy cùng mình đi tìm hiểu xem mainboard của nó hoạt động như thế nào. Giữa các thiết bị có tốc độ truyền tải dữ liệu thông tin được gọi là bus, hỗ trợ việc truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần trong máy tính với nhau. Ở trên mainboard máy tính có hai chip gọi là chipset cầu bắc và chipset cầu nam, có nhiệm vụ nối các phần linh kiện như ổ cứng, RAM, CPU, GPU lại với nhau. Tốc độ bus sẽ được điều chỉnh thông qua chip cầu bắc và cầu nam để đồng bộ nhất. Và về phần thứ tư thì chúng ta hãy tìm hiểu xem các thành phần chính trong mainboard nó là gì. Đầu tiên chúng ta hãy đến với chipset. Chipset thì nó là tổ hợp của bao gồm chip cầu bắc cũng như là chip cầu nam. Trong main server nó giữ một cái chức năng rất là quan trọng. Chipset đưa dữ liệu từ đĩa cứng qua bộ nhớ rồi tới CPU và đảm bảo rằng các thiết bị ngoại vi và các card mở rộng đều có thể kết nối được với CPU và các thiết bị khác. Các nhà sản xuất main server còn đưa thêm các tính năng khác vào chipset như là điều khiển RAID, cổng firmware và một số series bo mạch khác. Chipset không chỉ giới hạn kiểu tốc độ của CPU để main server có thể tải được mà còn thêm vào các chức năng như là tích hợp đồ họa, âm thanh cũng như là cổng USB. Thứ hai, nó chính là socket. Đây là chỗ cắm của các CPU. Socket sẽ là chân cắm trực tiếp để tiếp xúc với mainboard. Tùy vào từng socket của CPU mà sẽ phù hợp với từng mainboard hỗ trợ. Và thứ ba, nó chính là BIOS. Và BIOS thì là thiết bị vào ra cơ sở quan trọng trong mỗi main server, bởi chúng chứa đựng các thông số làm việc của hệ thống. BIOS còn có thể hàn gắn trực tiếp vào mainboard nhằm hạn chế diện tích của máy tính. Và thứ tư, nó chính là CPU. CPU còn được gọi là bộ xử lý trung tâm. CPU đóng vai trò như não bộ, một trong những phần cốt lõi nhất của đến từ máy vi tính. Tại CPU, mọi thông tin, thao tác, nhập dữ liệu vào máy tính sẽ được tính toán kỹ lưỡng để ra điều lệnh điều khiển vận hành và xử lý mọi yêu cầu của máy tính. Thứ năm, hệ thống bus là một bus máy tính đơn lẻ có vai trò kết nối các thành phần chính của một hệ thống máy tính. Đồng thời, hệ thống bus kết hợp các chức năng của một bus dữ liệu để mang tính thông tin, một bus địa chỉ để xác định nơi thông tin sẽ được gửi và bus điều khiển để xác định lệnh của nó. Và thứ sáu, khe cắm ISA. Khe cắm ISA là một loại bus sử dụng cho máy tính, dùng để gắn thêm các bo mạch chủ mở rộng như bo mạch âm thanh, hình ảnh. Khe cắm PCI thì quyết định tính tương tích giữa các bộ phận khác nhau của hệ thống máy tính như là cạc âm thanh, modem gắn trong máy. Và khe cắm PCI Express thì sẽ là một hệ thống chuẩn giao tiếp PCI có tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn so với PCI thông thường. PCI Express thì thường để kết nối giữa các linh kiện cạc mở rộng, RAM máy tính với bo mạch chủ máy tính. Ngoài ra, trên bên của các còn có các khe cắm mở rộng như là khe cắm cạc đồ họa, cạc mạng hay là cạc âm thanh. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân biệt điểm khác biệt giữa mainboard trên laptop cũng như là trên PC nhá. Mainboard máy tính là phần bo mạch giữa các khe kết nối như là khe kết nối CPU, GPU, RAM, ổ cứng, nguồn. Mainboard trên laptop thường được hàn gắn liền vào một số linh kiện để tiết kiệm không gian hơn như là CPU, GPU sẽ được hàn gắn liền trên mainboard. Có một số thành phần khác chúng ta có thể thay đổi như là cổng PCIe, M.2 SATA để giúp chúng ta có thể thay đổi ổ cứng hay là khắc khe RAM khi mà chúng ta muốn bổ sung vào hay là nâng cấp nó lên đúng không? Và một số lưu ý mà mình nghĩ là anh em cần cân nhắc khi mà đi lựa chọn mainboard, chúng ta phải lựa chọn một cái socket
phù hợp với CPU. Mỗi CPU thì sẽ phù hợp với loại socket khác nhau. Bạn nên tìm kiếm trên Google này tên CPU cộng với socket để có thể lựa chọn cho mình một cái mainboard phù hợp. Đối với bo mạch chủ trên laptop thì bạn không cần quá quan tâm về socket đâu, vì CPU sẽ được hàn gắn liền trên bo mạch. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét khả năng nâng cấp linh kiện về RAM, bộ nhớ của chiếc laptop này về sau này khi mà chúng ta muốn nâng cấp nó lên cao hơn. Và vừa rồi đã là tất cả những thông tin mà mình tìm hiểu được về phần mainboard trên laptop cũng như là PC. Vậy thì các bạn có muốn những phần tiếp theo và những linh kiện khác ở trên máy tính hay không? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe. Đây sẽ là động lực rất lớn để cho chúng mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.